Phạm Phước Hưng, vận động viên vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Trong 21 năm theo đuổi thể dục dụng cụ, anh đã có hơn 60 huy chương vàng trong và ngoài nước. Nhưng đằng sau những tấm huy chương là biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu đã rơi. Em nó đi từ khi đứng còn nhỏ quá, không được sự chăm sóc của bố, cũng không được sự chăm sóc của mẹ. Cái trang lứa của Hưng mà đi học thì hè vẫn còn có thời gian để về, đi biển hay đi chơi cùng với gia đình. Nhưng đối với Hưng thì hoàn toàn cũng có một tỷ. Không còn lấy một ngày, đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Nhiều người hỏi vì sao mà mẹ lại rơi lệ, là vì mẹ quá thương. Ngày hai bữa là đi tập, tập về rồi lại là học văn hóa, quanh năm suốt tháng. Về cũng không nhận ra mẹ nữa, nhỏ đến mức độ thế, ngây thơ đến như thế thì người mẹ nào mà cảm thấy không thương con, không giọt con. Sau khi Hưng sang Trung Quốc tập luyện, cô Vân đã rời Hà Nội về quê nhà Nghệ An để vơi đi nỗi nhớ con. Thế nhưng người mẹ ấy cũng chưa từng một lần bỏ lỡ cơ hội để biết tin tức về con. Không chỉ có tuổi thơ khác biệt với các bạn bè cùng trang lứa, kể cả khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Hưng lại một lần nữa khiến mẹ khóc cạn nước mắt vì hai lần bạo bệnh. Hưng mắc lao xương vào năm 2006 và lao phổi vào năm 2013. Đang ở trên độ cao mà rơi xuống vực thẳm, chơi với, không biết đường nào nữa cả. Nhưng mà nghe thầy nói như thế thì bảo, bằng mọi cách phải cho con về, không để con bên đây. Cho dù con có như thế nào đi chăng nữa cũng phải về đây để được cái sự chăm sóc và âu yếm của mẹ. Ốm đau cứ là miệt mài, không tập được cái thời kỳ mà bị lao, mà cũng âm thầm lặng lẽ là đi lên phòng tập. Mà mẹ cấm rồi không được đi, nhưng cuối cùng vẫn. Thật khó để một vận động viên thể thao hai lần mắc ung thư lại có thể trở lại và vô địch Đông Nam Á. Nhưng Phạm Phước Hưng đã làm được. Đó không chỉ là chiến thắng của một trận đấu thể thao đơn thuần, đó là chiến thắng của đam mê và bản lĩnh.